Hello anh em, lại là Đăng đây. Ngày nay của anh em thế nào? Khỏe chứ? Ở đâu? Gần Tết nào rồi anh em kiếm tiền nào rồi? Tôi vừa đi đăng ký kết hôn ở trên đại sứ quán về anh em ạ. Câu chuyện ngày hôm nay nhiều điều thú vị lắm. Thì các bạn biết là khi mà mình ở nước ngoài ấy, thì mình muốn đăng ký kết hôn đi. Thì mình không như ở trên nước, là trong nước là mình sẽ lên xã hay là ra phường đăng ký. Mà bên này bọn mình sẽ phải làm thủ tục là gửi các giấy tờ từ Việt Nam qua này, xong là mới bắt đầu đăng ký ở bên Nhật này, xong là bọn mình phải lên đại sứ quán cơ, thì giấy tờ rất là lằng nhằng nhiều. Hôm nay đi mình cũng quên giấy tờ. Nói chung là anh chị ở trong đại sứ quán Osaka thì cũng tạo điều kiện cho bọn mình hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng mà giấy hồng chưa được cầm về vì thiếu giấy tờ, hôm nào bổ sung mới được lấy về. Hôm nay bọn mình đi thì hôm nay ngày đẹp mà, hôm nay 11 tháng 1 năm 2022. Thì đối với người Nhật nhá, ngày hôm nay ngày đẹp. Hôm mình nói chuyện với lại mấy người trong công ty mình ấy, thì họ bảo là ngày hôm nay ngày đẹp. Thì trong công ty cũng mấy người hôm nay là đi đăng ký này, thì bảo sao hôm nay đến nó đông đông dã man luôn. Mà mình nhớ là lấy số thứ tự lên tận 30, thì trong đó phải là mười mấy đôi đăng ký kết hôn, trong đó có đôi của mình. Thì có thêm một cậu nữa là 19 tuổi đấy, kết hôn xa. Thì ở Việt Nam mình, các bạn biết là luật Việt Nam mình là con trai thì phải 20 tuổi trở lên. Mình không nhớ là 20 hay 22, hình như là 20 thì phải. Mình không nhớ lắm, mình quá tuổi mình không quan tâm lên lắm. Nhưng mà hôm nay là lên thì nghe cậu ấy bảo là cậu đăng ký kết hôn vắng mặt ở nhà. Thì vợ cậu ấy ở Việt Nam, còn cậu đang bên này. Mà cậu ấy thì mới 19 tuổi thôi, thế mà lại đăng ký kết hôn, lại đăng ký kết hôn xa. Thế là mấy anh em trong vòng chỉ biết cười tủm thôi, bảo máu lấy vợ thế, tìm hiểu kỹ đời đi em ơi. Thế là còn một cậu thì còn một đôi thì vào chỗ mình không, là ui, kiểu sung sướng em lấy vợ xong sung sướng lắm. Ui ký xong, ui anh ơi anh chị ơi em lấy được vợ rồi. Xong là mấy ông lớn lớn tuổi ấy, tầm cũng lấy vợ mà mấy anh ra làm giấy tờ cho các con ấy. Ui, chỉ biết kịch tủm với cả, cũng là kiểu đi kết hôn ở ngoài mà. Thì các bạn ở Việt Nam ấy, các bạn mà đi đăng ký ở phường với xã thì làm sao mà có chuyện mà làm phát mười mấy đôi cùng đăng ký một ngày này. Mình ấy cũng là lần đầu, chắc cũng chẳng có lần thứ hai đâu, thì cũng bất ngờ, quá thể là bất ngờ luôn. Thủ tục nó dễ dàng mà lại nhanh nữa, nhanh thôi chứ còn vẫn lâu, là mà mình phải đợi đợi mấy tiếng đồng hồ ấy. Thì kiểu đợi theo lượt lấy số lý nay nó đông quá. Còn nếu mà làm mà ít người ấy, chắc là tầm 30 phút đến 45 phút là xong hết thủ tục rồi à. Thủ tục đăng ký kết hôn mình thấy là, thấy bảo ở trên Tokyo Nhật đăng ký khó khăn, chứ còn ở Osaka này thì kiểu mấy anh chị dễ tính lắm, mà làm nhanh. Mỗi tội là phí hơi đắt. Để mà lấy vợ thì hôm nay mình mất 3 man rưỡi, tính đâu đâu ra là cũng 7 triệu các bạn ạ. Đăng ký ở Việt Nam đâu đến 7 triệu đâu. Đấy, mỗi đăng ký thôi các bạn nhé, còn chưa tính tiền khác đâu. Lấy vợ tốn phết anh em ạ. Nói xấu thôi, hôm nay vợ tôi không ở đây, tôi nói thế thôi, nói đây không cắt cổ ấy. Thôi thì những ngày cuối năm này thì chúc anh em có những ngày kiếm tiền thật là mạnh mẽ nhá. Chứ đừng như tôi là tôi ôm hôm qua con bao lì, là một ông bán 1 triệu mốt bao lì cái là sập cái chát tơ luôn, đau đầu dã man luôn. Tối hôm qua tí nó mất ngủ, không sao, hôm nay thì gọi là vui rồi, tôi cũng vui mà. Ừ, em nhá, hẹn anh em những video sau nhá. Ở Nhật nhớ thú vị lắm, nhớ follow tôi để biết thêm nhiều điều thú vị nhá. Thích biết về cái gì cứ bảo tôi review cho từ A đến Z, trừ mấy cái khó khó ra nhá, tôi có vợ rồi không đi được đâu nhá.